Yo và chào mừng quý vị đại biểu, chào các vị khách quý đã đến với Đi Reviews. Mình là Minh Chất và trên bàn của mình hiện tại ngày hôm nay đang là một chiếc smartphone rất là mới của Oppo và đây chính là chiếc Oppo Reno 2. Trong video ngày hôm nay hãy cùng mình mở hộp và đánh giá nhanh chiếc Oppo Reno 2 nhé. Trước khi bắt đầu thì mình muốn thông báo là tại Di động Thông minh đang có một cái chương trình là tuần lễ tôn vinh vẻ đẹp. Toàn bộ các khách hàng là nữ tới mua sắm tại hệ thống Di động Thông minh toàn quốc hoặc khi các bạn mua online từ xa sẽ nhận được những ưu đãi như sau: giảm giá 1%, tối đa 200.000 đồng tổng hóa đơn khi thanh toán; giảm thêm 5%, tối đa 200.000 đồng tổng hóa đơn khi mà thanh toán qua VNPay; và tặng giấy chụp ảnh selfie stick cao cấp trị giá là 100.000 đồng và tặng kính cường lực hoặc ôm lưng thời trang trị giá là 50.000 đồng. Chi tiết thì mình sẽ để link mô tả ở phía bên dưới nhé. Rồi, nhìn qua một chút về hộp của chiếc Oppo Reno 2 này thì cái cảm quan của mình đầu tiên đó chính là cái hộp này nó dài vãi chưởng các bạn ạ. Mình chưa bao giờ thấy một cái hộp điện thoại nào nó dài như này luôn. Ở cạnh bên thì chúng ta sẽ có logo của Oppo và ở mặt sau chúng ta sẽ có những cái thông tin rất là cơ bản. Ví dụ như là cái phiên bản bộ nhớ của mình đang có ở đây này, IMEI và màu sắc của máy. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong để xem chúng ta sẽ có những gì nhé. Cái hộp đầu tiên đập vào mắt chúng ta sẽ có một chiếc Oppo Reno 2 ở đây và trong này sẽ là một tập sách hướng dẫn sử dụng mà các bạn sẽ không ai đọc đến rồi. Và đây chính là nhân vật chính chiếc máy của chúng ta và mình sẽ bỏ nó qua một bên nhé. Ở phần dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộp phụ kiện và điểm ấn tượng nhất ở trên chiếc Oppo Reno 2 mà mình đã phải đưa nó ra riêng đó chính là cái ốp da ở đây. Cái ốp da này thực sự nhìn trông nó rất là cao cấp luôn và khi mà chúng ta lắp nó vào chiếc Oppo Reno 2 của chúng ta thì nhìn trông nó sẽ cực kỳ sang chảnh và nhìn trông nó cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ bị hở một cái lỗ trên này đây, mình cũng không rõ là cái lỗ này để làm gì nữa. Nhưng mà về cơ bản thì nhìn trông nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà cũng không sao cả tại vì chúng ta vẫn có một cái ốp được hoàn thiện, trông nó cực kỳ đẹp và trông nó cực kỳ ngầu rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái tai nghe, một sợi cáp sạc Type-C, một cái khay SIM. Và cuối cùng thì ở đây chúng ta sẽ có một cục sạc nhanh có công suất lên tới là 20W. Và đó là tất cả những gì chúng ta có về phần phụ kiện. Và bây giờ chúng ta hãy cùng comeback với chiếc máy của chúng ta nhé. Rồi và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Oppo Reno 2. Ở đây mình đang có phiên bản màu đen và cái cảm quan đầu tiên của mình khi mà mình nhìn vào chiếc máy này đó chính là chiếc máy của chúng ta có một cái kiểu hoàn thiện, mình thấy nó khá là giống với cả những cái sản phẩm mới ra mắt gần đây của Realme như là Realme X2 chẳng hạn. Mình thấy cái mặt lưng phía sau cũng được bo cong sang hai bên khá là nhiều và tạo cho mình một cái cảm giác cầm nắm, mình thấy nó khá là tốt. Và ngoài ra thì ở phía sau chúng ta sẽ có một cái phần dòng chữ Oppo Designed for Reno ở đây. Và ở cái phiên bản mình có ở đây thì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng nó chạy theo kiểu là ánh đèn, mình thấy nó rất là hay. Mặc dù máy có 4 camera tuy nhiên mình thấy là nó được làm chìm hẳn ở phía sau, cho nên là khi mà đặt trên bàn hay gì thì chúng ta cũng sẽ không sợ bị kênh, không sợ bị lồi. Nói chung về thiết kế của chiếc máy này mình cảm thấy đây là một chiếc máy có thiết kế nó khá là tốt và cảm giác cầm nắm trong tay thực sự rất là đã. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cổng sạc USB Type-C, một jack cắm tai nghe 3.5 và một loa đơn duy nhất được đặt ở phía bên dưới. Bây giờ mình sẽ thử bật một đoạn nhạc để các bạn có thể nghe qua và đánh giá qua âm lượng cũng như là chất âm của chiếc Oppo Reno 2 này nhé. Và qua cái bản nhạc ban nãy mình có nghe thử qua loa của chiếc Oppo Reno 2 này thì mình cảm thấy là cái mức âm lượng tối đa của nó cũng ở mức bình thường thôi, nó không quá là to. Và các chất âm của nó theo mình đánh giá là nó cũng không có gì quá là nổi bật cả. Và nếu mà so sánh với cả chiếc Realme X2 mình có đánh giá qua gần đây thì mình thấy là cái loa này nó còn thua cơ. Ở phía mặt trước chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị có kích thước lên tới là 6.5 inch. Và cái màn hình này sẽ sử dụng tấm nền là AMOLED và chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD Plus, không có gì lạ. Ngoài ra thì cái màn hình này cũng sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass địa dư 6. Qua một số cái trải nghiệm ban đầu của mình trên cái màn hình này thì mình thấy là cái màn hình này nó có vẻ là nó bị ám vàng thì phải. Và mình cũng đã có xem qua một vài đoạn video HDR và cả video thông thường thì mình thấy là màn hình ở trên chiếc Oppo Reno 2 này cá nhân mình lại đánh giá nó chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi. Màu sắc cũng như là màu đen của nó không được sâu bằng các đối thủ khác trong cùng tầm giá. Nhưng mà đối với lại hàng chính hãng thì mình thấy nó cũng khá là ok rồi. Ngoài ra một điểm cộng nữa trên chiếc Oppo Reno 2 này đó chính là phần viền của nó được làm rất là mỏng. Các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái màn hình full view này và cái phần cằm phía bên dưới thực sự cũng rất là mỏng luôn. Và đây là một điểm nữa mình rất là ấn tượng ở trên chiếc Oppo Reno 2 này.
Đó là về phần màn hình. Ngoài ra thì do sử dụng tấm nền AMOLED cho nên chúng ta cũng sẽ có cái cảm biến vân tay trong màn hình. Và mình đánh giá là cái cảm biến vân tay này nó cho tốc độ nhận diện là cực kỳ nhanh luôn. Và wow, thực sự mình rất ấn tượng với cái cảm biến vân tay này. Về phần cấu hình của chiếc Oppo Reno 2, chúng ta sẽ có con chip, đó chính là Qualcomm Snapdragon 730G. Đây cũng là con chip đã được trang bị trên chiếc Samsung Galaxy A80 và chiếc Realme X2 gần đây. Nói sơ qua một chút về hiệu năng của con chip 730G này thì về cơ bản nó chỉ là con chip 730 thôi, nhưng GPU của chúng ta sẽ được cải thiện thêm một chút. Và với con chip 730G này mình đã có sử dụng qua rồi thì mình cảm thấy là với con chip này chúng ta có thể chiến PUBG, Call of Duty Mobile hay là Liên Quân Mobile một cách cũng rất là ngon lành, rất là mượt mà. Còn trên chiếc máy này thì do mình vừa mới chỉ cầm vào được khoảng tầm có 10-15 phút thôi, cho nên là mình cũng chưa có cơ hội test game với nó được. Vậy nên mình sẽ đợi các bạn trong một video khác nhé. Chiếc Oppo Reno 2 của chúng ta sẽ có phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất là 8GB RAM và 128GB ROM. Còn có một phiên bản cao hơn nữa là 8GB RAM và 256GB ROM. Ngoài ra thì chiếc Reno 2 của chúng ta cũng được hỗ trợ thêm thẻ microSD. Theo mình thấy có phần gì đó hơi bị thừa thãi quá. Về camera phía sau chúng ta sẽ có một cụm 4 camera bao gồm một cảm biến chính 48MP của độ f1.7, một camera tele 13MP, một camera góc rộng 8MP và cuối cùng đó chính là một camera 2MP. Và ở đây mình đã có thử chụp qua một vài tấm hình nhanh của chiếc Oppo Reno 2 này thì mình cảm thấy là chất lượng hình ở trên chiếc Oppo Reno 2 này nó cho ra cũng ở mức là tương đối tốt. Và như các bạn có thể thấy đây thì chi tiết cũng như là màu sắc được tái tạo lên nó khá là ngon lành cánh đào với cái mức giá của chiếc Oppo Reno 2 này. Ở đây thì mình đã có thử chụp qua một tấm góc rộng cũng như là chụp tấm góc thường thì như các bạn cũng có thể thấy là cái camera góc rộng này nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng chụp là góc rộng hơn. Tuy nhiên là về độ chi tiết thì mình sẽ không đánh giá nó quá là cao, tại vì số chấm của nó chỉ có là 8 chấm thôi. Ngoài ra thì chiếc máy của chúng ta ở đây cũng hỗ trợ công nghệ là hybrid zoom bằng camera tele với thông số lên tới là 13MP. Và để đánh giá chi tiết kỹ hơn về cái camera này thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một bài đánh giá sau nhé. Và điểm ấn tượng nhất trên chiếc Oppo Reno 2 này có lẽ nó đến từ phần camera trước, khi chúng ta sẽ có một cái camera selfie. Tuy thông số không lớn nhưng mà thực sự thì nó rất là độc đáo. Chúng ta sẽ có một cái camera selfie vây cá mập ở đây và nó có thông số lên tới là 16MP. Chụp thử qua một tấm hình ở đây thì mình thấy là nó vẫn đúng chất của Oppo, selfie camera phone. Cuối cùng là về phần dung lượng pin thì chúng ta sẽ có cục pin lên tới là 4000mAh. Theo lý thuyết thì với 4000mAh thì nó có thể on screen được khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ. Và còn nếu không dùng quá là nhiều thì sẽ dùng khoảng được 2 ngày. Đấy là mình sử dụng trên chiếc Realme X2 cũng có viên pin dung lượng tương tự và cũng có con chip tương tự luôn. Máy sẽ được trang bị khả năng sạc nhanh là VOOC 3.0 với công suất lên tới là 20W. Để đánh giá chi tiết hơn về cái thời lượng pin của chiếc máy này thì mình sẽ cần thêm một thời gian để mình trải nghiệm nữa. Và đó là video mở hộp cũng như đánh giá nhanh chiếc Oppo Reno 2 mình có ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay cũng như là hữu ích, đừng quên bỏ lại một like, share, một sub và cũng đừng quên bấm nút chuông bên cạnh nút sub để nhận được những video mới nhất tới từ kênh của Đi Review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.